Dạ, Hải xin mến chào cô chú anh chị. Hôm nay thì cũng đưa cô Minh đi bệnh viện xong rồi quý vị ơi. Sáng nay anh em cũng hoàn thành cái công việc, giờ cũng về nhà nhỏ dọn dẹp. Thì đây mời giám đốc ha. Giám đốc ăn sáng rồi xong rồi chắc về cũng thôi chức luôn, chứ còn thôi chức luôn là đuổi. Đuổi việc dạ, chứ. Đâu để em làm gọi là từ chức đi cả nhà. Mình ra từ chức cho nó sang ha. Thế chứ đưa cô mình đi lên bệnh viện Bắc Thành rồi thì không thể nào làm cái vai trò giám đốc là ghê quá. Dạ. Thôi thôi chức, từ chức, từ chức. Cô có bác sĩ Thái nữa. Bác sĩ Thái với lại hai anh đó thôi đưa cô mình đi bệnh viện không được. Đọc ghê ha. Cuốn này là cuốn bánh nước bà sữa quý vị ha. Ở quốc lộ 1A, Lộc Sơn, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế này. Cái cuốn này thì Hải ăn cũng rất là nhiều lần rồi, mà hôm nay thì cũng có bác sĩ giám đốc rồi. Nên là mời mấy anh về đây ăn sáng rồi về dọn dẹp nhà cửa quý vị ơi. Đây Hải quay chút nha, quay ra bên trong này. Đó, đây quốc lộ 1A là quý vị ha, địa chỉ đây này ha. Bánh nước 60.000 phần quý vị. Quý vị dọn lên rồi đây ha. Chào cô. Chào bác sĩ nha. Hai nhỏ. Là mấy giờ? 9 giờ. 9 giờ, 9 giờ rồi. Giờ ăn sáng quý vị ở bệnh viện về quý vị. Quý vị thấy rồi, hấp dẫn anh Phúc vô coi, hấp dẫn anh Phúc ơi. Trời ơi. Hả? Cái này mà review là đúng bài luôn. Dạ, 4 ly, 4 ly đó. Dạ dạ dạ. Cái này thôi mời cả nhà mình ăn bánh thôi, bánh nước à. Cái này là cho anh Phúc thưởng thức. Anh Phúc review đi chứ, còn mấy anh em thì ăn miết review nhiều lắm rồi. Đồ đã quá ha. Cái này sẽ ngon kinh luôn. Nhỏ nhỏ qua đây ngồi nhỏ. Quay ngon vậy. Thấy miếng heo quay ngon quá. Dạ. Mà cái tính của mình là cái ăn á nó quan trọng lắm. Cái đói là thứ đói là giống như là cái cảm giác như nước miếng nó muốn chảy ra, nó thật sự luôn á. Đói mà thấy đồ ăn ngon là cũng thèm á. Nói chung là ăn uống là không để mất lòng ai hết hả? Đúng rồi. Bác sĩ mời bác sĩ ha, bác sĩ. Trong thì hôm nay ăn xong rồi cũng giống như là bữa ăn cuối cùng từ chức. Đó là vui vậy chứ cũng nhờ mấy anh em đó quý vị ơi. Ngon không? Vì canh cuộc sống miền Trung Hải thì cũng giống như cuộc sống thì con người và ẩm thực ăn uống đó quý vị. Hải cũng đôi khi mình cũng chia sẻ những cái quán ăn, thay rằng ví dụ như mình không phải là mình đi tới đâu mình chia sẻ tới đó, tại mình không mang tính chất quảng cáo. Nhưng mình cảm thấy mình ăn được, mình nên loan tỏa ra để cho mọi người cùng ăn. Cùng ngon đó. Ví dụ như một việc làm đơn giản như vậy thì nó cũng nó giúp ích cho xã hội rồi. Khách đông lắm, khách đông lắm. Đây này, thôi mời cả nhà ha. Ăn cái này là mình bỏ dưa chua này, rau này, đó nước mắm ngọt chan vô đây rồi ha. Trời. Ăn gì thấy hấp dẫn quá hả? Sao lắm? Ngon không anh? Ngập mồm vậy mới đầy đủ. Đúng là ăn này, đi ẩm thực review là đúng ngày luôn đó anh Phúc em. Với lại ăn mình ăn uống á, mình phải ăn tự nhiên. Ăn tự nhiên đi con. Ăn đi, ăn đi. Ngại vậy ăn đúng rồi. Nếu như mình ăn ăn mì Quảng á, mà ở nhà nó húp rột á lắm. Ăn cái dĩa thì sẽ quay quý vị. Ngon quá. Quay ăn. Công nhận đạo Huế. Mà hầu tối quên quay cái vụ mà quán cơm hến có 10.000 một tô á. Quên mua 10.000 tô ăn 6 tô hết 6 dụng mình. Công nhận phải nói là mà ăn đẳng cấp luôn, phải nói ăn cực kỳ ngon. Ăn đi con. Ăn. Review đi con, ăn luôn cho vui chứ gì đâu review. Rồi ăn vừa quay luôn á. Ngồi ra cả nhà. Ở này. Trời ơi, tuyệt vời luôn. Quán luôn. Mà cái quán này như thấy khách từ Bắc tới Nam luôn mà. Cái này mình quay trên YouTube là đúng bài luôn ha.
Đây mời cả nhà nghe. Đó, ăn như mình á, ngập mồm. Đã. Đấy. Trời già hay hoài á. Giòn rợm á. Trời. Nước mắm. Thắng review đây có quý rằng, cái răng bên này này là cái nha cầm vô đây là cái răng ở chỗ này nó đụng cái da, còn qua trong này nó đụng thịt nạc á, tuột tê cái răng số 6 luôn, nó đã. Nước mắm. Đúng thánh review bác sĩ à. Sao bác sĩ? Bác sĩ bà đây, bác sĩ bà đây mập nè. Bác sĩ từ bỏ thuốc. Bỏ thuốc hả? À, chứ bác sĩ uống thuốc nhưng mà giờ bác sĩ là bỏ thuốc luôn rồi quý vị. Ăn đi anh em. Ăn đi. Bác sĩ ăn nha bác sĩ. Ăn đi để tôi làm miếng nữa nè. Ngon quá. À, này thật sự luôn á. Ăn nó phải dạy. Từ lúc mình ăn giống như hồi xưa vậy á. Ăn nó có nước ngọt phải ăn không ngon. Đúng rồi, không có ngon. Đây, chấm nước mắm miếng thịt cái cho nó thấm thôi. Nước mắm ngọt nó hấp cực phê luôn. Trời. Mời cả nhà nghe. Đây. Thịt heo. Bánh hỏi. Dạ, quay. Đi chơi mà đi hay là đi du lịch thì ghé vào đây ăn một suất này hợp lý đúng không? Hợp lý. 60.000 60.000 một người ăn đó quý vị. Có chỗ đậu xe ô tô thoải mái. Đúng rồi, đậu xe ô tô thoải mái luôn. Nước trà nước tiếp đàng hoàng. Chào cô. Cô đủ quá hả? Dạ. Dạ. Đồng lắm quý vị, người làm ở đây thì đồng lắm. Ui trời. Cô một quán này cả. Rất gì dễ thương. Dạ. Chủ quán cô đây hả? Dạ. Công nhận cái dưa chua này không mà ăn thấy ngon. Dạ. Yeah. Ngon không đó? Dạ. Nhỏ gì ạ? Quả sáng rồi mới chưa ăn nhỏ quả sáng. Nhỏ ăn sáng rồi hả? Dạ. Sáng nhỏ rồi bình viện cái mua đồ ăn sáng cho mẹ ăn luôn. Vâng, ăn của nữa rồi. Nó hay ngon quả thì ăn tiếp. Ăn tiếp ạ. Dễ tốt đi. Đúng rồi. Ăn ba chén à? Ở đây lâu mồm cô, chỉ qua là khách vãng lai thôi đúng không con, chứ còn bà con ở đây chắc còn ít đúng không? Dạ. Ít người ăn. Ừ. Khách Bắc với khách Trung Nam đô, Thanh Hóa đô hay ra lên nằm luôn. Con hề đi hỏi đó. Mà thì ông ở đây đang ngay mùa xe đúng ngay mùa rồi. Đông quá hả? Dạ. Không có kệ lệ hay gì đó. Lệ các đông hơn được. Dạ. Dạ. Không có chỗ ngồi luôn đó. Dạ. Ở trời. Dù lệ đó, xe đầu ngoài đường vậy. Dạ. Nhúng hớn rồi đi ăn cưới chủ tịch nữa. À. Ngày thương con đi là đúng rồi. Sáng mai là mình còn lại một chỗ để ăn nữa đó. Nhiều lắm ha. Dạ. Chỗ cái gì đó. Hả? Dê gì đó ha. Dê. Lại nhiều quá ăn. Phở đá. Phở bạch đá. Rồi. Phở dê. Quất nữa. Ngon quá. Ngon quá hả? Đúng rồi, ăn một phần đi. Ngon hơn bằng ăn một tô phở bạch đá vậy đó. 75 ngàn mà cũng bằng phần đi. Phân đi chất lượng hả? Chất lượng. Dạ. Cái này ngon hơn. Dạ. Quý vị thấy thịt nè. Đây này. Đặt miếng heo quay xong mà nó làm giòn mà nó ngọt. Ngon. Hồi nãy để review lại một miếng lại nữa, nó còn thêm cái món này nữa mà bỏ sốt. Không, nói chung là ăn hơi tấu nước mắm á. Nước mắm này nó ngọt, nó ngon quá. Rồi các bạn. Dưa chua ha. Đó. Rồi xong nè. Tỏi. Đổi đi các bạn, cái này là em chia sẻ, cái này là em ăn thôi nha, chứ còn các bạn thì ăn tùy, chứ còn Phúc là Phúc ăn luôn cái vỏ cái tỏi á cả nhà. Mình thì mình không biết sao mình thích ăn cái vỏ tỏi, mà không biết có ảnh hưởng gì không thì mình cũng không biết, nhưng mà ăn cái vỏ cái tỏi rất ngon ha. Ăn xong là tí nữa anh đi rửa rau, anh nghe cái rau anh dính nước mắm luôn đó. Cô tí về dọn nhà tiều tắm cửa thể. Phải rất thơm. Đông lắm. Phát kiểu ra vô quý vị thấy là đã kính luôn. Phát vô nườm nượp ha. Dạ. Rồi.
Đây quý vị là ba anh em đang ngồi ăn quý vị ơi. Hãy cũng review chút để cô chú anh chị thêm theo dõi. Dạ. Yeah. Đây là có sườn à. Dạ. Hay quay mà có sườn luôn này đúng không? Anh nhìn đi. Ngon. Ngon. Khách đông lắm quý vị ơi. Quý vị thấy khách ở đây rồi, đông. Thế này. Giờ là cũng 9 giờ rồi quý vị. 9 giờ rồi đó nhưng mà rất là nhiều người ăn sáng. Nghĩa là đang đi trên đường nhưng mà chờ đến cái chỗ này ăn cho ngon đó. Ăn đi chứ. Dạ ăn chứ. Đứng bay ăn hết rồi. Và Hải cũng xin phép cô chú anh chị Hải cũng dùng bữa để về nhà dọn cho có sức khỏe. Về nhà nhỏ dọn chắc cũng phải 2-3 giờ mới ăn chiều rồi. Tranh thủ cho xong. Dạ. Đó thôi Hải cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem cái video nha. Xin cảm ơn cô chú anh chị. Dạ.